Chào mừng em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục chương trình của môn Toán lớp 5. Rồi bây giờ mời các em mở sách giáo khoa môn Toán lớp 5, trang 59, bài nhân một số thập phân với một số thập phân. Thì trước khi giải các bài tập của bài này, các em cần phải nắm được một số kiến thức cơ bản sau. Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân, ta làm như sau. Đầu tiên là các em nhân như nhân các số tự nhiên. Sau đó là các em đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số, rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái. Rồi cụ thể, các em vào bài tập số 1, đặt tính đổi tính. Câu E, 25,8 nhân với 1,5. Phép nhân một số thập phân với một số thập phân. Rồi đầu tiên là các em nhân như nhân các số tự nhiên. Tạm thời các em bỏ qua các dấu phẩy. Các em coi như là mình thực hiện phép nhân 258 nhân 15. Sau đó là các em xử lý dấu phẩy sau. Trước hết là các em lấy 5 nhân với 258. 5 x 8 bằng 40, viết không nhớ 4. 5 x 5 bằng 25, thêm 4 là 29, viết 9 nhớ 2. 5 x 2 bằng 10, thêm 2 là 12. Ta được tích riêng thứ nhất là 1290. Rồi tiếp theo các em lấy 1, các em nhân. 1 x 8 bằng 8. Các em nhớ là viết 8 lùi sang bên trái một cột so với tích riêng thứ nhất. 1 x 5 bằng 5. 1 x 2 bằng 2. Rồi, tích riêng thứ hai là 258. Bây giờ các em cộng hai tích riêng lại với nhau. 0 hạ xuống. 9 cộng 8 bằng 17. Viết 7 nhớ 1. 2 cộng 5 bằng 7, thêm 1 bằng 8. 1 cộng 2 bằng 3. Rồi bây giờ các em sẽ xử lý dấu phẩy như sau. Số 25,8, phần thập phân có 1 chữ số. Số 1,5, phần thập phân có 1 chữ số. Như vậy cả hai thừa số, phần thập phân có 1, 2, có 2 chữ số. Do đó đối với tích, các em tính từ phải sang trái, dùng dấu phẩy tách ra hai chữ số. Rồi, 1, 2, các em tách ra. Tính từ phải sang trái, 1, 2, các em tách ra. Như vậy, kết quả của phép tính bằng 38,70. Chữ số 0 là chữ số cuối cùng ở phần thập phân. Nếu các em bỏ đi thì chúng ta được số thập phân bằng nó. Tức là chúng ta được số 38,7 bằng 38,70. Rồi như vậy là các em đã biết cách nhân một số thập phân với một số thập phân. Tương tự các em sang câu B. Ở đây các em bấm tạm dừng video và các em thực hiện phép tính ra giấy nháp. Sau khi làm xong các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Rồi cụ thể là 16,25 nhân với 6,7. Đầu tiên là các em nhân như nhân các số tự nhiên. Các em coi như là 1625 nhân với 67. Dấu phẩy các em xử lý sau. Đầu tiên các em lấy 7, các em nhân trước. 7 x 5 bằng 35. Viết 5 nhớ 3. 7 x 2 bằng 14. Thêm 3 là 17. Viết 7 nhớ 1. 7 x 6 bằng 42. Thêm 1 là 43. Viết 3 nhớ 4. 7 x 1 bằng 7, thêm 4 là 11. Rồi tiếp theo, các em lấy 6, các em nhân. 6 x 5 bằng 30, viết 0 nhớ 3. Các em viết 0 lùi sang bên trái một cột so với tích riêng thứ nhất. 6 x 2 bằng 12, thêm 3 là 15, viết 5 nhớ 1. 6 x 6 bằng 36, thêm 1 là 37, viết 7 nhớ 3. 6 x 1 bằng 6, thêm 3 là 9.
Và bây giờ các em cộng vào. 5 hạ xuống. 7 cộng 0 bằng 7. 3 cộng 5 bằng 8. 1 cộng 7 bằng 8. 1 cộng 9 bằng 10. Rồi đến đây là bước quan trọng. Các em xử lý dấu phẩy như sau. Cả hai thừa số này. Cả hai thừa số. Phần tập phân có 1, 2, 3. Cả hai thừa số. Phần tập phân có 3 chữ số. Như vậy đối với tích, các em tính từ phải sang trái, dùng dấu phẩy tách ra 3 chữ số. 1, 2, 3. Các em tách ra. Rồi như vậy là kết quả bằng 108,875. Rồi câu C 0,24 nhân với 4,7. Các em làm tương tự nha. 7 nhân 4 bằng 28, viết 8 nhớ 2. 7 nhân 2 bằng 14. Thêm 2 là 16. Viết 6 nhớ 1. 7 nhân 0 bằng 0, thêm 1 là 1. 4 nhân 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 4 nhân 2 bằng 8, thêm 1 bằng 9. 4 nhân 0 bằng 0. Rồi 0 thì các em không cần phải viết. 8 hạ xuống. 6 cộng 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 1 cộng 9 bằng 10, thêm 1 là 11. Viết 11. Cả hai thừa số phần tập phân có tất cả là 1, 2, 3. 3 chữ số. Như vậy đối với tích, các em tính từ phải sang trái, dùng dấu phẩy tách ra 3 chữ số. 1, 2, 3. Tách ra. Rồi. Như vậy là bằng 1,128. Tiếp theo các em sang câu D. 7,826 nhân 4,5. 5 nhân 6 bằng 30, viết 0 nhớ 3. 5 nhân 2 bằng 10, thêm 3 là 13, viết 3 nhớ 1. 5 nhân 8 bằng 40, thêm 1 là 41, viết 1 nhớ 4. 5 nhân 7 bằng 35, thêm 4 là 39, em viết 39. 4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 4 nhân 2 bằng 8, thêm 2 là 10, viết 0 nhớ 1. 4 nhân 8 bằng 32, thêm 1 là 33, viết 3 nhớ 3. 4 nhân 7 bằng 28, thêm 3 là 31, em viết 31. Rồi, em cộng vào, 0 hạ xuống. 3 cộng 4 bằng 7. 1 cộng 0 bằng 1. 9 cộng 3 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 3 cộng 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5. 3 các em hạ xuống. Cả hai thừa số này, phần tập phân có tất cả là 1, 2, 3, 4, 4 chữ số. Như vậy đối với tích, các em tính từ phải sang trái, dùng dấu phẩy tách ra 4 chữ số. 1, 2, 3, 4. Tách ra. Rồi chữ số 0 là chữ số cuối cùng của phần tập phân, các em bỏ đi. Ta được số tập phân bằng nó là 35,217. 35,217. Tiếp theo các em sang bài tập số 2 câu A. Tính rồi so sánh giá trị của A nhân B và B nhân A. Rồi chúng ta có các giá trị của A, các giá trị của B. A nhân B và các em tính B nhân A. Sau đó là các em so sánh xem là phép nhân giữa hai số thập phân với nhau có tính chất giao hoán hay không. A bằng 2,36, B bằng 4,2. A nhân B là 2,36 nhân 4,2. Rồi các em đặt tính và thực hiện phép tính ra giấy nháp. 2 nhân 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 2 nhân 3 bằng 6, thêm 1 là 7. 2 nhân 2 bằng 4. 4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 4 nhân 3 bằng 12, thêm 2 là 14, viết 4 nhớ 1. 4 nhân 2 bằng 8, thêm 1 bằng 9. Rồi 2 hạ xuống nè. 7 cộng 4 bằng 11, viết 1 nhớ 1.
4 cộng 4 bằng 8 thêm 1 bằng 9. 9 game hạ xuống. Cả hai thừa số phần thập phân có tất cả là 1, 2, 3, 3 chữ số. Như vậy đối với tích, game tính từ phải sang trái, dùng dấu phẩy tách ra 3 chữ số. Tức là bằng 9,912. A nhân B, bây giờ kem tính B nhân A, tức là 4,2 nhân 2,36. Kem đặt tính và thực hiện phép tính ra giấy nháp, xem kết quả của nó có đúng bằng 9,912 hay không. 6 nhân 2 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 6 nhân 4 bằng 24, thêm 1 là 25. 3 nhân 2 bằng 6. 3 nhân 4 bằng 12. 2 nhân 2 bằng 4. 2 nhân 4 bằng 8. Rồi các em cộng vào. 2. 5 cộng 6 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 2 cộng 2 bằng 4. 4 cộng 4 bằng 8, thêm 1 là 9. 1 cộng 8 bằng 9. Rồi. Cả hai thừa số này ở phần tập phân có 3 chữ số. Như vậy đối với tích, em tính từ phải sang trái, dùng dấu phẩy tách ra 3 chữ số. Như vậy kết quả vẫn bằng 9,912. Như vậy là A nhân B bằng B nhân A. Chứng tỏ là phép nhân giữa hai số thập phân có tính chất giao hoán. Rồi tiếp theo là A bằng 3,05, B bằng 2,7. Ở đây các em cũng bấm tạm dừng video và các em thực hiện phép tính ra giấy nháp, xem A nhân B bằng bao nhiêu và B nhân A bằng bao nhiêu. Sau đó là các em so sánh hai kết quả xem nó có bằng nhau hay không nha. Rồi cụ thể 3,05 nhân 2,7. 7 nhân 5 bằng 35, viết 5 nhớ 3. 7 nhân 0 bằng 0, thêm 3 là 3. 7 nhân 3 bằng 21. 2 nhân 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 nhân 0 bằng 0, thêm 1 là 1. 2 nhân 3 bằng 6. 5. 3 cộng 0 bằng 3. 1 cộng 1 bằng 2. 2 cộng 6 bằng 8. Rồi cả hai thừa số này phần thập phân có tất cả là 3 chữ số. Như vậy đối với tích, các em tính từ phải sang trái, dùng dấu phẩy tách ra 3 chữ số. Như vậy là bằng 8,235. Tiếp theo là B nhân A. Các em lấy 2,7, các em nhân ngược lại với 3,05. Xem kết quả của nó có đúng bằng là 8,235 hay không nha. 5 nhân 7 bằng 35, viết 5 nhớ 3. 5 nhân 2 bằng 10, thêm 3 là 13. Ở đây 0 nhân với số nào thì cũng bằng 0. Như vậy tích riêng thứ 2 các em bỏ đi, các em thực hiện luôn tích riêng thứ 3. 3 nhân 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2. Và các em nhớ là viết 1 lùi sang bên trái 2 cột nha, bởi vì đây là tích riêng thứ 3. 3 nhân 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2. 3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 là 8. Rồi 5, 3, 1 cộng 1 bằng 2, 8. Đối với tích, em tính từ phải sang trái, dùng dấu phẩy tách ra 3 chữ số, tức là bằng 8,235. Như vậy một lần nữa là chúng ta khẳng định là A nhân B bằng B nhân A, tức là phép nhân giữa các số thập phân có tính chất giao hoán. Nhận xét phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán. Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi. A nhân B bằng B nhân A. Rồi tiếp theo, các em sang câu B. Áp dụng kết quả của câu A. Các em viết ngay kết quả tính. 4,3 nhân 3,6 bằng 15,624. Như vậy ngược lại 3,6 nhân 4,34. Các em đổi vị trí của hai thừa số cho nhau thì làm sao? Thì tích không thay đổi, tức là tích vẫn bằng 15,624. Rồi tương tự 9,04 nhân 16
bằng 144,64. Thì 16 nhân ngược lại với 9,04 vẫn bằng 144,64. A nhân B bằng B nhân A. Tiếp theo em sang bài tập số 3. Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài là 15,62 m. Vườn cây hình chữ nhật có chiều dài là 15,62 m. Chiều rộng là 8,4 m. Bài toán yêu cầu các em tính chu vi. Ở đây chu vi thì giao ký hiệu là P. Và diện tích. Diện tích thì giao ký hiệu là S. Các em tính chu vi và diện tích của vườn cây này. Rồi muốn tính chu vi và diện tích thì các em làm thế nào? Trước hết là chúng ta tính chu vi của vườn cây hình chữ nhật. Muốn tính chu vi của vườn cây hình chữ nhật thì các em lấy chiều dài cộng với chiều rộng cùng đơn vị đo, sau đó các em nhân với 2. Ở đây chiều dài và chiều rộng đã cùng đơn vị đo là mét rồi. Như vậy các em chỉ việc lấy 15,62 các em cộng với 8,4 được bao nhiêu các em nhân với 2. Rồi sau khi thực hiện phép tính thì chúng ta được kết quả bằng 48,04 m. Rồi tiếp theo là diện tích của vườn cây hình chữ nhật là. Muốn tính diện tích của hình chữ nhật, các em lấy chiều dài nhân chiều rộng cùng đơn vị đo. Tức là các em lấy 15,62 nhân 8,4. Rồi sau khi thực hiện phép tính thì chúng ta được kết quả bằng 131,208 m². Rồi đáp số, chu vi, diện tích. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.